Xin chào mọi người. Mình tiếp tục làm cái video giới thiệu với các bạn một chiếc máy Mazuyama, cùng loại công suất cũng khá lớn các bạn nhé. Cái loại này thì nó là 30cc. Mã sản phẩm nó đây các bạn nhé, MB305SP, 30cc các bạn nhé, lòng 36 ly. Nó con này nó là nguyên zin từ A đến Z luôn các bạn ạ. Nguyên zin tất cả chắn cỏ đầu bò. Tay cầm rồi là tay ga công tắc. Và tất cả mọi thứ chế One Pro. Tất cả mọi thứ là đều là nguyên zin từ A đến Z các bạn nhé. Có trợ lực lớn các bạn nhé. Đấy. Con này là có bộ giật trợ lực lớn. Đây. Bộ giật trợ lực lớn. Con này thì là cũng khá là tốt để cho các bạn cắt cước rồi là cắt dao rồi là làm vườn thoải mái các bạn ạ. Tum rời nhá. Con này tum rời luôn, các bạn có thể tháo cái đầu máy này ra, nắp vào bình xịt thuốc, bình phun vôi rồi là bình rồi máy bơm. Rồi chế độ thoải mái. Con này thì là mình luôn giá, nói giá luôn ở đây luôn là con này mình bán với giá 2 triệu rưỡi các bạn nhé. 2 triệu rưỡi và đặc biệt là nó được tặng kèm một bộ sản phẩm trị giá khoảng 200.000 các bạn nhé. Đây mình sẽ giới thiệu cái bộ sản phẩm này trước, sau đó mình sẽ giới thiệu máy sau. Mua máy thì sẽ được tặng, mua chiếc máy này sẽ được tặng kèm một con dao hợp kim tròn mới này các bạn nhé. Con dao này thì hiện tại mình đang bán với giá là 80.000. Con dao này là có 40 răng các bạn nhé, là thích hợp để cắt cỏ nhé các bạn nhé. Đấy, loại 80 răng thì là thích hợp để cắt cây gỗ, cây bụi. Nếu như bạn nào mà không lấy dao phát này, dao phát tròn này thì là mình sẽ tặng kèm dao phát chữ nhật đấy nhé các bạn nhé. Đây, con dao phát chữ nhật này đây. Tùy theo lựa chọn của các bạn, mặc định là mình sẽ tặng cho các bạn một trong hai thứ, tùy tùy lúc là mình đóng gói. Nó sẵn cái dao tròn hay sẵn dao chữ nhật thì mình sẽ gửi kèm vào. Cái này thì mình sẽ mặc định ở cửa hàng của mình. Bạn chỉ có khách yêu cầu thì mình sẽ gửi theo yêu cầu. Đấy, đây là bộ cái đĩa này trị giá 80.000 nhé các bạn nhé. Tặng kèm một cái ổ cước này trị giá 40.000 các bạn nhé. Đấy, ổ cước, ổ cuốn cước để cắt bằng cước ấy. Cái loại này bằng sắt các bạn ạ. 40.000 là tổng là 120 nhá. Dây đeo mới các bạn nhá, dây đeo mới. Toàn bộ thứ này đều là mới hết này. Dây đeo mới trị giá là 30.000. Là 150.000 rồi các bạn nhá. Đấy, cái này 10.000. Kính bảo hộ các bạn nhá, chúng ta đeo vào để tránh đất đá rồi là cỏ dăm cỏ nó bay vào mắt. 10.000 là 160.000. Tiếp mở buji này mình bán lẻ với giá 10.000 là 170.000 các bạn nhá. Đấy, cái buji này mình bán buji sơ cua dự phòng này. Mình bán với giá 15.000, thế là tổng là 185.000 các bạn nhé. Đấy, mua chiếc máy này giá 2 triệu rưỡi sẽ được tặng kèm một bộ sản phẩm trị giá là 185.000 này. Rồi ok. Tiếp đến là mình sẽ giới thiệu cái chính về máy. Con máy này thì đây, số khung đây các bạn này. Đấy, số khung đây. B309819. Nó là 30cc, lòng 36 ly, có bộ giật trợ lực lớn, chế One Pro nguyên bản. Bình xăng thì là còn rất là đẹp. Đấy, có đế chống mòn, chống rung này, chống va đập này. Bình xăng này có ống thông hơi riêng này các bạn này. Nắp bình xăng rất là kín, sẽ không dò một giọt xăng nào. Nó còn nguyên bản khá là đẹp các bạn ạ. Hình thức khá là đẹp, màu đỏ thì là rất là khỏe khoắn. Màu đỏ trông rất là bốc lửa các bạn ạ. Tay ga chết các bạn nhá, tay ga giữ. Đây, tay ga cái này nó gọi là tay ga gạt hoặc là tay ga chết hoặc là tay ga giữ. Thì là nó tùy theo cách gọi của mọi người, nhưng mà cái tay ga này là loại phổ thông nhất các bạn ạ. Máy cắt cỏ thì cái tay ga này là loại phổ thông nhất, nó dễ sử dụng nhất và nó cũng tiện nhất. Công tắc được tích hợp sẵn ở trên đây.
công tắc tự động mở, khi chúng ta ấn dí này thì nó sẽ tắt và chúng ta nhả ra thì điện nó lại mở bình thường. Con này thì 30cc là cũng đáp ứng tốt các nhu cầu cắt cỏ cho gia đình, và gia đình nào mà hơi vườn rộng, đồi rộng thì cũng có thể là cắt được cái con này bình thường các bạn ạ. Có bộ giật trợ lực lớn cho nên là người lớn tuổi hoặc phụ nữ đều có thể là giật rất dễ nổ các bạn ạ. Đây mình sẽ giật test tiếng máy cho các bạn tham khảo. Cái cách sử dụng máy thì nó cũng đơn giản thôi, máy thì sử dụng xăng pha nhớt. Đấy, và đây con đúm bơm xăng phụ lên chế khí đây, khí lên bộ chế khí đây. Đấy, chúng ta có thể là khi xăng nó rút hết về rồi, để qua ngày xăng rút rồi, chúng ta phải mồi lên chế khí đây. Sau đó là chúng ta đóng gạt e lên trên này để đóng e lại, cho nó mồi xăng vào bùng đốt cho dễ. Khi nó nổ rồi thì chúng ta đẩy e xuống để cho nó mở ra, cho gió nó vào đủ để nó đốt nhiên liệu cho nó được đúng cái công suất của nó. Rất dễ nổ các bạn nhé. Mình để ga lên đi thấp quá, mình phải nhấc cái này lên tí để cho nó dễ nổ nào. Công tắc đây các bạn ạ, máy rất dễ nổ nhá. Nó có trợ lực cho nên là giật nhẹ cái nổ các bạn ạ, rất dễ, người già trẻ phụ nữ đều giật được. Đấy, một chiếc máy rất là khỏe. Các bạn nghe tiếng nổ có thể là thấy được là rất là khỏe nha các bạn nhé. Rất là dễ nổ. Có bộ giật trợ lực cho nên là giật nhẹ cái là nổ thôi. Đấy, đây mình sẽ giật lại cho các bạn xem này. Rất dễ nổ. Tiếng nổ rất là êm, rất khỏe. Rồi, video giới thiệu cái máy cắt cỏ Mazuyama MB305SB của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình nhắc lại một lần nữa, chiếc máy này mình bán với giá là 2,5 triệu đồng các bạn nhé. Được tặng kèm bộ sản phẩm trị giá là 180.000, 185.000. Đây, bộ sản phẩm của nó đây các bạn ạ. Đấy, 185.000 nhé. 2,5 triệu. Mình nhận cọc trước là 200.000. Số còn lại các bạn thanh toán khi nhận hàng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.